Chào anh em nghe. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò phong cách chơi mới lạ. Vô thời game thôi anh em. Binh sĩ tập hợp dưới cờ của ta. Chiêu mộ binh sĩ. Nào, cách chơi mới lạ không? Nâng cấp. Pháp sư. Kỳ sĩ. Đánh này chứ. Này có mấy thế lực? Mở gương. Có máy lính à. Không biết mắt cấp là nhiêu. Chắc mắc cấp ít nhất là cấp mấy chục quá. Thường thường là sẽ là 50. Thường thường là vậy. Mấy cái game quay quay này ra thẻ nâng cấp này thường thường là 50. Lấy cho
năng lần luôn cho hết. Lấy mấy lính là gỡ 500. Rồi. Tại gì mà chưa hết nữa. Thành nào binh sĩ nước Chăm thiết công hoa tại 10 giây. Chữa thương. À, nâng thời gian tồn tại lên. Có binh khác nè, binh lính khác. Trang bị bỏ này đi.
Này là năng lên vô hạn cái gì á, chỉ cần có thẻ là năng lên vô hạn cái gì á. Mà cũng chưa chắc, chắc cấp trăm mát chứ ai mà tạo năng vô hạn. Đi thôi. Ồ. Vậy là xài với cái kỹ năng cái chân thôi. Không chịu. Ủa vậy có nhiều đến hoài luôn à? Ủa vậy là không có mạnh lên nữa hả? Chắc lên cấp 5, cấp 6 gì đó. Mở bùa chú gì đó nè. Địch mạnh lên. Chờ tới đó thử coi. Game quá hay luôn mà. Đừng có nói có bao nhiêu làm đi làm lại nha.
First blood. Killing spree. Dominator kill. Gương gì đây? Thời gian mộ binh cũng vậy à. Chắc lên cấp 6 không có gì thay đổi, kết thúc kiếp này thôi các bạn.
killing spree. Dominating. Killing spree. Mega kill. Unstoppable. Mở gương cái gì? First blood. Killing spree. Dominating. Insane. Lên cấp 7 mở khóa được quân đội này hả? Gắn thêm một cấp 7 thế đây.
first blood. Killing spree. Dominating. Mega kill. Cũng vậy à mấy bạn ơi. Thôi, video tới đây thôi nha các bạn. Bye.